Bọn chúng luôn miệng nói: "Phụ vương của ta phát điên, hãy giết Mã Hầu rồi tự sát." Chúng đã nói với ta như vậy, nhưng mà sự thật không phải là như vậy. Đang làm gì ở trước nhà của ta vậy? Đại quân, tới tìm thần đây, có chuyện gì hay sao? Lãnh tướng! Lãnh tướng! Đại quân có chuyện gì vậy? Lãnh tướng! Không được đâu! Đi nè! Không thể được! Đại quân! Ngươi không hiểu sao? Trong điện nâng nâng không muốn ngươi lỗ mãn như vậy đâu, nên mới để lại thứ đó. Không thể để ngươi gặp nguy hiểm được. Để bảo vệ cho ngươi khỏi hắn ta mà. Vậy nên mới nói cho ngươi. Sao chứ? Sao lại không hiểu ý của mẫu hậu vậy? Tại sao? Đại quân! Xin đại quân cứ nói. Người tìm ta có việc gì? Đại quân! Đại quân! Nghe nói trong cung gần đây có ma quỷ, những người trong cung bị chết quan. Người ta còn nói là bóng ma đã chết thê thảm ở trong hoàng cung. Giờ chúng ta xuất hiện để nhắc lại chuyện xưa. Đó là điều ta nghe từ các cung nữ. Đại quân à, chuyện đó người cứ tìm ai khác đi. Thần không hứng thú với ma quỷ đâu. Thần xin cáo từ. Nghe nói là ngày gặp Kim Thường Cung. Cậu làm gì đó? Để thi thể của Trung Điện đi đi. Dạ. Dạ. Theo người ở trong cung nói, Kim Thượng Cung đã bị chết quan, nhưng mà không biết là quan khúc gì. Hai lãnh tướng biết chuyện gì đó chăng? 12 năm trước, chẳng phải lãnh tướng cũng ở trong cung hay sao? Thượng cung, cung Trung Điện 12 năm về trước, thì có gì muốn nói với thần chứ? Kim Thượng Cung là thượng cung của Trung Điện hay sao? Một thượng cung hầu hạ mẫu hậu đã 12 năm vẫn chưa quên, thật là khiến cho ta cảm động quá đó lãnh tướng. Chuyện nhỏ đó người không cần phải để ý đâu. Nếu người muốn vậy thì ta gia ơn thôi. Vậy người đi về cẩn thận đi. Phụ thân à, người tuyệt đối không được thua đâu. Su rơ gà. Bởi vì hiện giờ
Cách để con có được đại quân chỉ có thể dựa vào duy nhất phụ thân mà thôi. Vì vậy cho nên, người nhất định phải chiến thắng. Tìm ai? Quân đang tìm ai vậy? Là Danh Tri. Không thấy Danh Tri đâu. Nói thử coi. Gì chứ? Giờ ngươi là ai? Rốt cuộc giờ ngươi là ai? Đợi trên các đêm. Đại quân. Tuyệt đối không thể tha thứ cho Bác Siêu Dung. Đại quân, sao có thể như vậy hả? Những năm nay, còn giờ thương xót trước mặt của ta. Giết Mẫu Hậu rồi làm bộ lo lắng an ủi ta nữa. Tất cả chuyện này, ta cũng không biết được. Ta còn thấy cảm kích. Sao có thể như vậy? Xin hãy bình tĩnh đi. Tình huống này sao ta bình tĩnh được hả? Nghe ta nói cho kỹ đây. Từ bây giờ trở đi, đại quân đừng thể hiện cảm xúc quá dễ dàng như vậy nữa. Và chỉ xuất hiện chỉ khi nào có cơ hội đánh bại Bắc Sư Dung mà thôi. Xin người đó. Hắn là kẻ đã giết Mẫu Hậu, khiến cho ta quán giận không nguôi. Đại quân cảm tính như vậy thì có thể làm được cái gì chứ? Bây giờ chỉ có thể giữ gìn mà thôi. Đó là việc duy nhất ngài có thể làm được. Chắc định phải tự lượng sức. Phải tính kế lâu dài hơn. Được rồi. Muội không cần theo ta. Ta không sao. Ta sẽ không sao đâu. Trong mắt của muội, Quỳnh đang rất đau khổ. Vì vậy cho nên muội cũng cảm thấy rất đau. 사랑한다 그 말을 못했어. 그만한 용기가 내게는 없어서 미안하다 그 한마디를 할
줄 몰라서 떠나가는 널 붙잡지 못해서. Quý thư bị cướp rồi sao? Là ai? Kẻ nào lấy vậy? Tự nhiên không rõ nữa. Vì chỉ trong một giây lát thôi. Tự nhiên xin lỗi. Bạch hấp ta hấp tấp này. Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Ngươi mau biến đi. Không lẽ là... Đây là... Cái gì vậy? Là thư của mẫu hậu nương nương. Cái này thật sự là do Trung Điện viết ra hay sao? Dạ. Đúng là như vậy. Ta biết rồi, mới về trước đi. Tổ mẫu nương nương. Ta nói là lui ra đi. Đây là thư mẫu hậu để cho con. Mẫu hậu đã bị lãnh tướng giết rồi. Mau câm miệng lại đi. Tại sao chuyện gì cũng không thận trọng hết vậy? Sao lại vì bức thư không rõ lai lịch mà không biết lượng sức vậy chứ hả? Tổ mẫu nương nương. Ra ngoài đi. Và còn nữa, trước khi ta triệu ngươi, tuyệt đối không được vào cung, đã biết chưa? Được rồi, có chuyện gì vậy? Thật tới tỉnh an tổ mẫu nương nương. Hình như tổ mẫu nương nương rất giận dữ. Tại thần không cẩn thận, khiến tổ mẫu nương nương không được vui. Sao đồ hấp tấp nhà ngươi lại khiến tổ mẫu nương nương phiền muộn vậy? Người đi được rồi. Ngươi đã tới rồi sao? Tổ mẫu nương nương à, chẳng lẽ là Mơn quan lại tạo thêm phiền muộn cho người nữa hay sao? Phiền muộn cái gì? Không có chuyện đó đâu. Xin người đừng nói dối nữa. Lời tổ mẫu nương nương ta đứng ngoài đã nghe thấy hết rồi, nhưng người này nói không có. Người nói ra hết đi. Rốt cuộc người đang giấu giếm việc gì? Chuyện người giấu ta là chuyện gì vậy hả? Người nói đủ rồi đó. Chúa thượng à, phải tới lúc nào người mới không giống một đứa trẻ đố kỵ anh em của mình vậy chứ hả? Tới lúc nào đây nữa? Bảo pháp sư tới đi, nhảy lên. Dạ. Thái phi nương nương, phải giải quyết điện hạ ra sau đây hả? Được rồi, Mẫu quan đại quân ra sau rồi hả? Gần đây làm những gì rồi? Vẫn như trước đây thôi. Người, từng nghe nói đội canh gác bóng đêm chưa?
Có tin nói Mân Quang đã lập lại nó. Ngươi có phát hiện cái gì tình nghi hay là không? Tại sao không trả lời vậy hả? Đội các bóng đêm, đội các đêm di thần, người ấy đã làm gì vậy hả? Kêu người ấy tới đi. Sao đau đầu hoài không khỏi chị? Được rồi, người nói tiếp đi. Đội các bóng đêm, di thần vẫn chưa từng gặp qua. Vậy sao? Sau này nghe tin đội gác đêm hãy lập tức báo với ta. Dạ Điện Hạ. Có chuyện gì vậy? Muốn bẩm báo cái gì hay sao? À, không. Thần... Lãnh tướng, 12 năm trước, ngài chưa quên tối hôm đó mà, đúng không? Thái phi nương nương đã nói chuyện gì vậy? Tại vì Dương thấy không có gì mà không dám làm gì hết. Vậy cho nên, tới cả con trai ta cũng không cần. Thái phi nương nương, ta, người gì Dương thất này, chuyện gì ta cũng dám làm. Và đối với những chuyện gì Chô Sơn và nhân việc gì bách tính, ta chưa bao giờ dao động. Ta cũng tin là lãnh tướng ngài có thể góp phần vào yên định Dương thất. Tất cả đều nói không làm. Phản đối. Phản đối. Phản đối. Phản đối hả? Sao cứ phản đối những gì ta làm vậy hả? Bây giờ thậm chí tới viết thư cũng vậy hay sao? Điện hạ, sao người lại xem cái thứ xấu xí đó vậy? Sẽ ô nhiễm đồng nhân. Mong người hãy suy nghĩ kỹ đi. Cái gì? Chẳng là bảo quân bị tà đạo mê hoặc. Hãy lập tức bắt kẻ đó tới đây ngay. Nhanh lên. Mau lên. Ta nghe đó phát hiện huyết thư. Tại công trường xây tháp sao? Ta không nghe nói gì hết. Ta thật sự rất tò mò.
Nội dung đó là gì mà lại viết huyết thư như vậy chứ? Thương sư, dứt giả cho ngay rồi. Phải tìm được Kim Thường Cung. Kim Thường Cung. Kim Thường Cung, rốt cuộc đã đi đâu? Đây rốt cuộc là ở đâu vậy? Kim Thượng Cung, không phải bà có chuyện muốn nói với đại quân hay sao chứ? Cho tôi ra ngoài đi, tôi thấy sợ quá à. Tôi ghét hoàng cung này. Đấy à? Vậy tới đó thì ngươi có thể làm được gì chứ? Giờ bên cạnh các ngươi chỉ có mỗi mình ta thôi. Tỉnh táo lại đi, chúng ta phải bảo vệ quỷ. Ngươi quên rồi hả? Chị ngươi không biết, chuyện này quan rất tới cỡ nào đó. Bắt sử dụng kẻ giết ta còn sẽ đã hơn nào cũng chưa đủ đâu. Thật không thể đớn gì như vậy. Hãy cứu ta với, cứu ta với. Sao nội quan à? Có chuyện gì vậy? Soran, thưa tướng Mập ơi, suýt chút nữa ta mất mạng rồi đó. Thưa quân chủ tử cũng không được gặp suýt nữa là nói lời tạm biệt rồi. Xong rồi quên. Đại quân tiểu chủ tử. Ngươi gặp Kim Thương Cung rồi à? Dạ, cũng vì theo Kim Thương Cung cho nên mới... Kim Thương Cung bảo tôi hãy chuyển lời cho đại quân tỷ chủ tử, bà ta muốn nói chuyện này với hoàng tử. Chuyển lời sao?
Chuyện đó của Kim Thượng Cung chắc là liên quan tới Trung Điện Nương Nương đó. Rốt cuộc á, chuyện đó là gì vậy? Chưa nghe thấy đã chạy ra rồi. Ở đó có rất nhiều quan hồn. Trời ơi, chết cũng phải chết cho đẹp một chút chứ. Những quan hồn đó rất là đáng sợ đó. Trời ơi. Được rồi. Nói cho ta tất cả những gì ngươi nhìn thấy đi ha. Những gì ngươi nghe thấy ở đó đi. Theo lời sông Nội Quang nói, trong cung đang tụ tập rất nhiều quan hồn. Sa Đam dùng siêu độ để mà dụ dỗ quan hồn hay sao? Hả? Nếu chỉ cần siêu độ đầu quan hồn, thì linh hồn ở phía dưới tự nhiên cũng sẽ siêu độ theo mà thôi. Chúng ta phải siêu độ thôi. Lấy đó để cứu Kim Thượng Cung. Dù bắt Sư Dông hay là Sa Đam cũng phải ngăn âm mưu của chúng lại. Siêu độ không phải là chuyện để giải quyết ân oán cá nhân đâu. Đội trưởng, đại quân vì muốn báo thù đều muốn lợi dụng siêu độ. Quan hồn chính là những người bị bỏ rơi khi còn sống. Ngài đừng vì báo thù mà lợi dụng bọn họ lần nữa đó. Quan hồn lang thang 9 ngày, siêu độ không phải xong sao chứ? Không phải sẽ biết ơn hay sao hả? Đại quân! Một mình thì không được đâu. Nếu có gì bất trắc thì... Người phải đủ lý trí mới được. Nghĩ mãi cũng chỉ có một đáp án. Một mình ta cũng phải đi. Đi siêu độ quan hồn. Gặp Kim Thiên Cung hỏi thăm chuyện vào hôm đó. Quý thư chắc đang trong tay của Mân Quang, nên bằng mọi cách phải lấy lại bức thư đó. Người đã biết chưa hả? Mau làm đi. Dạ đại nhân. Ngươi đang làm cái gì vậy hả? Sao lại đi lục tủ của đại quân chứ? Nè! Nè ngươi sao vậy hả? Tự dưng bị sao vậy hả? Nè! Nè! Nè ngươi tỉnh lại đi! Nè! Nè được rồi, việc lại mau đi! Nè ngươi làm sao vậy? Thiệt là khá ra đi. Ôi trời ơi. Phải nói nè, tỉnh táo lại đi. Đúng đó. Ngươi làm cái gì vậy? Như là ác quỷ gì đó làm ta sợ quá. Có sao không? Bác Sư Dông, hắn đã phái người tới rồi. Hãy mau trốn đi Jin à. Trốn đi.
là ức quỷ. Ức quỷ thâu túng ký ức quá khổ. Trong những ký ức tình cảm mà quan hồn có, hắn sẽ đưa những quan quốc và phẫn nộ lên. Cho nên, những quan hồn đó sẽ biến thành ác khí. Sự phẫn nộ với kẻ đã bỏ rơi. Nhưng mà, tại sao lại mang ức quỷ vào Mai Lan Phường như vậy? Và ngươi đừng muốn biết quá nhiều chuyện như vậy nữa. Chính là lúc này, các giờ không còn kết giới nữa. Đi thôi. Giờ mở cánh cửa này ra, sẽ thấy thực thể của Ly Long. Tại sao không nghe lời ta như vậy chứ? Đừng có sai sót gì sẽ bị cướp mất hồn phách. Thưa Túc Thúc, là lỗi của chúng tôi. Rõ ràng là người này, có đúng không? Đúng, đúng là hắn ta. Đây chính là ức quỷ. Ức quỷ? Ức quỷ là một quái vật rất khó tiêu diệt. Nó có thể thâu túng ký ức và tinh thần con người. Vì sao ức quỷ lại tới chứ? Sasadam lại gọi là ức quỷ hả? Ngài đã tới rồi. Phòng chủ có ở trong đó không vậy? Dạ, mời ngài vào. Phòng chủ đại nhân à. Phòng chủ. Không có ở đây hay sao? Lúc nãy, rõ ràng còn ở đây mà. À, đau đầu chắc không đi đâu đâu. Nhà cứ nói đau đầu hả? Dạ, thưa đại nhân, đã đau nhiều ngày rồi. Nói là thấy ảo giác. Và hơn nữa, còn nhắc tới núi Bách Đu chưa từng tới nữa đó. Tìm cô ta đi. Mau tìm phòng chủ về đây đi, nhanh lên. Dạ.
Ơ, có sao vậy? Không sao chứ? Tại sao lại đi theo ta? Phòng chủ muốn đi đâu vậy? Nãy giờ cứ đi bất kể phương hướng. Để tôi giúp cho phòng chủ. Ta cũng không biết nữa. Ta không biết. Ta không biết ta là ai hết. Sao rồi hả? Không tin tức gì hay sao? Còn đứa đó làm gì nữa? Tiếp tục tìm đi. Dạ, dạ. Ở đây hả? À, chỉ là... chỉ là... một người quen của tôi thôi. Người lấy đâu ra người quen ở đây? Tỷ tỷ. Vậy cũng là người ở núi Bét Đu hả? Núi Bét Đu? À, không phải đâu. Là gặp ở Kinh Thành thôi. Xin phép nha. Đi theo tôi. Chỗ này chính là nơi tôi đang sống đó. So với Mai Lan Phượng thì nó có vẻ hơi tồi tàn. Cô cứ ở lại đây thoải mái nha. Cứ thoải mái đi. Đứa bé tên Đồ Hà đó là người tộc Mago núi Bắc Đù. Vậy là... họ là những người du mục sao? Có lẽ mọi người đều nghĩ đến bọn họ là như vậy cả. Ngươi đã vất vả rồi. Du mục. Thật là thấp kém. Đúng vậy. Cái này sẽ nâng cao uy vọng của ta đi. Đúng vậy, tôi điện hạ. À, trong cung có những lời đồn rất kỳ lạ. Tin đồn kỳ lạ là sao? Đúng vậy. Người ta phát hiện một bức huyết thư ở đây. Nhưng mà... rất kỳ lạ là... cái đồn chính là của Trung Điện Đường Đường đã quá cố. Đúng là hoang đường mà. Rốt cuộc thì quý thư đã nói gì hả?
Di thần cũng không rõ nữa. Ngươi đủ rồi đó. Ngươi cứ phủ nhận như mà chuyện đó không thể xóa sạch được đâu. Lãnh tướng từng nói với ta là đôi lúc lời đồn còn sắc hơn dao kiếm nữa. Không có bằng chứng. Bất quyết thư là do Trung Điện Đường Trường giết mà, phải gì không? Đúng là như vậy. Nhưng mà người ta sẽ tự thiêu dệt lên thôi. Trợ Bách Tính cũng sẽ nghĩ là lãnh tướng giết Trung Điện. Bọn họ sẽ nói vậy đó. Ngươi chuẩn bị bùa thăng thiên đi. Phải tìm công ma thủ lĩnh và khiến nó thành thiên trước. Vậy thì tất cả số còn lại cũng sẽ theo hắn ta. Phong ấn. Chúng ta tới đây giúp người thân thi, làm vậy thì quá đáng. Ta đã đặt kết giới rồi. Bà không chạy trốn được đâu. Hãy quay mặt lại đi. Mau lên. Kim Thượng Cung. Sao bà lại trở thành quan hồn vậy? Trước đây bà rất tốt mà. Tại sao? Giờ không biết sao. Tất cả là do các ngươi. Dường thất các ngươi. Biến chúng ta thành quan hồn đó. Không được.
Kim Thương Cung. Thả ra đi. Đại quân, người sao vậy hả? Không lẽ... Không lẽ... Huynh để bà ấy nhập phồn sao? Tuyệt đối không được đâu, nó rất nguy hiểm mà. Ta xin muội vô ha. Ta xin muội đó. Tuyệt đối. Tuyệt đối không được thở. Không được. Vô ha. Đại quân, đại quân đại nhân à. Sao người nhân hậu như bà để trở thành quan hồn chứ? Đại quân đại nhân, chuyện đó thật sao? Dạ, điên hả? Sao người có thể đặt điều như vậy chứ? Bà đang nói cái gì vậy? Trung điện nương nương lúc nào cũng coi người như con ruột, sao người có thể du quan cho Trung điện nương nương hả? Tại sao chứ? Nhà của bà ở An Cốc đúng tộc, nếu bà mở miệng thì gia tộc của bà sẽ bị như vậy đó. Kim Thượng Cung đã nói vậy sao? Kim Thượng Cung đã biết những điều ngài bảo ta nói với Điện Hạ rồi. Thật vậy sao? Vậy chắc người lo nghĩ nhiều rồi. Người đừng lo lắng nữa. Di thần lo liệu chuyện này cho người. Bãi ở bên lúc trung điện qua đời, nó khiến ta thấy rất khó chịu. Ngươi xử lý bãi luôn đi. Dạ. Mau lên, mau phát bùa đi, mau lên. Đại quân đại nhân, xin người hãy bảo trọng.
Cái gì? Bên hoàng thân chia cho những hoàng hồn đó hay sao? Không thể được. Không được. Thưa đại nhân, bệnh hoàn mà bắt hắn lại đây cho ta. Ta nhất định sẽ xé xác hắn ra thật chậm mảnh. Chắc lãnh tướng nghe chuyện này rồi có đúng không? Ông nói chuyện gì vậy? Hôm nay bên quan đại nhân sẽ cho phơi bày một số chuyện hình như liên quan tới quyết thư. Ở đằng kia kìa. Lệnh tớ làm gì đó? Điện hạ, khanh đang làm gì vậy? Lệnh tướng, ngươi lại to gan dám xem văn thư của ta sao? Sao ngươi dám đọc chúng trước ta vậy? Không lẽ lãnh tướng không coi ta là vua hay sao? Ông cũng quen biết ta sao? Thúc thúc à? Vì con quỷ ở ngoài là chúng ta không thể nào bắt được. Và muốn thành công, chúng ta phải đặt kết giới. Như tôi đã từng nói rồi, phải ngăn được tất cả bốn phía thì mới có thể thành công. Nhưng mà đội gác đêm chỉ có ba người thôi thì không thể nào đủ được đâu. Phong chủ, ngươi là ai chứ? Chắc là phong chủ đói rồi.
Đạo Lưu đại nhân à, có chuyện gì vậy? Ta tới để uống trà với phòng chủ tôi. Sắc mặt ngài có vẻ không được tốt lắm. Ngài hãy ngồi đi. Người nói sẽ giúp ta, nhưng mà tại sao vẫn chưa hành động gì? Hãy giúp ta ngay đi. Ngay lập tức. Tôi có thể làm gì để giúp ngài đây chứ? Chúa thượng già Mơn Hoa, hãy giết cả hai đi.